nhà bữa nay mà mình lên tiếp cái bộ mấy máy cào này mình giao về xã Hưng Thạnh của Tháp Bừ Đồng Tháp nha. Đó, anh đặt cái bộ này là chọn bộ luôn nha, có xe kéo đồ đầy đủ luôn nha cả nhà. Đó, cái bộ này là cũng Mitsubishi 601 nha. Bây giờ mình quay sơ cho cả nhà xem cái bộ này có cái móng gì nha. Đó, cái cào là cái này là cái vận đai nè, vận đai cũng hộp số, nó hộp số anh nha. Cái đuôi này đuôi máy xế mình chế ra cả nhà. Đây đó, cái bài nè, cái này là cái bộ cào nha, giao sẵn chiếm vào hai cái bộ cào nha. Cái bộ này mình đi ngang cầu 9000 gửi cho anh khách ở cầu 9000 một bộ cào rồi nha. Còn bộ cào thoải mái là riêng nha, đó bộ cào thoải mái bên kia. Ở đây là cái hộp số của anh 601 nha. Đó, đó mình chế xong xuôi, mình là sơn được xong rồi mình chuẩn bị là giao nha cả nhà. Đó, bánh sắt ở đây, bánh sắt thì cái mẫu bánh sắt là cái mẫu liền 95 nha, khẩu bị 1m nha. Đó, cái xe kéo đây là cái xe kéo nha cả nhà. Đó, chọn bộ có xe kéo. Và cái hộp số này á, thì mình cũng chuẩn bị giao về Hàm Giang của Duyên Hải Trà Vinh nha. Đó, cái này là cái đuôi này MG90D, một số có lục giác luôn. Đó, có lục giác nó cao giá hơn cái của thằng Ba Cạnh nha. Đó, cái này giao về Hàm Giang. Đó, cũng hàng rồi mà chưa có hoàn thành nha cả nhà. Giờ làm cũng gỗ rồi. Đó, đây là cào nè, cào này bộ cào là theo máy nè. Nói chung cào là cũng vậy nha, mình để riêng cho mình gác nó đừng có nó lỗ không coi. Đây mà làm cái lỗ mình phang bắt cái cào mà phải tận lấy vậy cả nhà. Đó, đây là lết đây. Đó, cào đây thì bánh đây nữa không, bánh có mẫu bánh của mình nè. Nói chung mình xài cái bánh này là vừa xài nha cả nhà, tại bự quá cái hộp số nó chạy không nổi nha, tại cái loại bánh này loại bánh lá dài. Đó, bánh lá dài nè, cái bánh lá ngắn thì xài bự ok nha, cái bánh lá dài xài bự nó nặng, cái cục số nó màu bể đạn lưỡi nhồng nha. Đó, nó còn đây cục nè, bích xu. Nói chung mấy cục này cũng được cái tương đối nha cái đẹp nè, đây cục nữa nè. Đó, còn hai cục phải không. Đó, đây là cái bộ này là cái bộ dè, dè có cái bộ máy giao về Tháp 10. Đó, còn đó dù, đó dù này là mình để mình che nắng nha cái này. Đó, công việc cũng bày bộn lắm nha. Đồ dụng cụ mình làm đây nè, bánh nó làm chưa có kịp tới đâu đậu trên nhà bánh đây nè, nhiều lắm nhưng mà làm chưa kịp đó. Nó còn dùng nước đây, nước cũng một đống nè. Nó cái nhà có ai xài cái gì thì alo nha, cầu rửa lết đường nước gì hay là bộ nguyên bộ gì đó alo mình. Số điện thoại mình có để sẵn đầu mình video luôn đó cả nhà. Đó, chế nè, thùng để nước, thùng để dầu. Đó, gắn lại thắng vô nha, này chưa gắn nha, mình kéo thắng về thắng đó là bộ này mới xong nha. Đó, mình chơi cái số đúp mà mình chơi cái kiểu liền vậy chứ không có kiểu gời vậy chứ không có dính vô cục Putin nha. Nó cục Putin mấy người mới xài khó xài lắm. Đó, mịn này cũng nói chung là không có bản hiệu nha cả nhà, với ai thích thì alo mình làm. Đó, nó nhiều loại đuôi đây, còn bộ cũng đang làm sẵn nha, ai có nhu cầu alo mình nha. Cái này là cũng của thằng 601 nha, làm sẵn
Rồi bữa nay cái video mình quay tới đây tạm dừng nha cả nhà. Cả nhà xem cũng nhớ ủng hộ đăng ký kênh nha. Cũng nhớ cho mình một like, lượt share, lượt ký nha cả nhà. Rồi chào cả nhà.